Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh Kèo Trì của shop Zalo PCP. Anh em mua hàng có thể trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán kẹo và cành không kiểm không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể liên xúc khác tham khảo và trải nghiệm. Những em nào xem video thì nhớ muốn một đăng ký kênh, một like video để lại bình luận giúp em. Còn nói chung với anh em là tiền nào của đấy, anh em chơi dòng nào thì biết dòng đấy. Hàng rẻ thì chất lượng nó kém và hàng tốt thì chất lượng hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt hơn. Đấy, thì cũng lên cho anh em cái clip này là giới thiệu về sản phẩm kẹo. Kẹo thì có hàng nội địa và hàng ngoại địa. Hàng nhập, hàng ngoại địa là hàng nhập và hàng khuôn nội và hàng khuôn ngoại. Đấy, nó khai hàng từ hai từ khác nhau. Còn chì, chất chì thì cũng thế. Nên là anh em đừng so sánh là hàng rẻ sau là cùng một giá, tất cả bên nhà em thì bán khác giá đấy, bán khác giá và gửi hàng cũng khác nhau, tùy theo cái giá trị của cái đơn hàng là nó bao tiền thì mình sẽ gửi cho khách như thế. Ví dụ khách đặt hàng 400 có hàng 400 và 450 có hàng 450, chứ không thể cùng cúng nhau được. Còn nếu mà anh em mua có thể mua thử xem trải nghiệm hàng 400, 450 và hàng 500 xem chất lượng nó ra sao. Thì trên tay em đây hiện tại đang là hàng đóng máy loại 1. Hàng đóng máy loại 1 này thì bao test luôn cho em cự ly là 560 m. Thì hàng này trước em bán là 450.000 một ký bao ship, thì bây giờ em giảm giá luôn cho anh em còn 380.000 bao ship, bao tiền ngụy trang, bao tất tần tật rồi. Đấy, gửi thì cực kỳ an toàn. Ship COD, còn cái này thì không cần cọc. Đấy, ship COD không cọc nha anh em nhé. Đấy. Nhận hàng thì thanh toán, còn cái này không phải cọc không gì cả. Đấy, chất lượng thì cực kỳ tốt, ổn định. Tiếp theo là em giới thiệu luôn cho anh em là hàng cricket, hàng nhập bên nhà em. Hàng cricket này thì cứ bao luôn cho anh em cự ly là 90 m đổ lên, tùy theo cành, cành ngon và cành rẻ, chứ không phải là cái kẹo không phải quyết định 100% được. Đấy, em nói luôn cho anh em cái kẹo này không quyết định 100% được cho anh em. Đấy, nên chất lượng của nó thì cực kỳ tốt, độ chuẩn nó cao. Đấy, thì loại này tất cả là váy 2 tầng. Khuôn chì nhập này thì anh em yên tâm, đã là thương hiệu chì nhập, anh em nhìn xem bóng đẹp, chất lượng. Đấy, chứ không phải là như kẹo chì kia. Thì tùy theo cái giá tiền của mình đang bỏ ra, sản phẩm mình bỏ ra. Kể cả hàng sờ lung này thế, có hàng sờ linh nung nhập và hàng sờ linh copy một lỗ. Thì hàng nhập và hàng một lỗ nó khác nhau ở cái điểm nào? Mình không nói là độ chuẩn, nhưng mà em khẳng định với anh em độ chuẩn nó sẽ cao hơn hàng copy rất chi nhiều. Kể cả 10 viên nó như một đều như nhau. Còn kể cả một lỗ copy kia đẩy ra 10 viên chưa chắc đã cân nặng nó như nhau. Đấy là em nói thật. Đấy, bởi vì sao người ta vẫn thích nhập hơn. Nhập thì nó cũng có mang một cái thương hiệu riêng, nên là cái chất lượng nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy. Anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại trên video giúp em. Nhớ bên em là kẹo không kiểm không xem hàng. Xin chào anh em, gặp lại.